Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình cắt tỉa lại cho cây bông giấy nha các bạn. Đây là cây bông giấy Mỹ nè các bạn. Mình cũng đã quay cho các bạn xem cũng nhiều lần rồi ha. Thì đối với cây hoa giấy Mỹ các bạn, thì các bạn thấy không? Bông nó chỉ tập trung ở trên ngọn thôi. Bông cũng đẹp ha các bạn. Vì vậy mình mới cắt tạo thêm tàn nhánh cho nó các bạn. Nếu mà tàn nhánh ít thì bông nó sẽ ít. Còn tàn nhánh mà nhiều á, đều nữa, thì bông nó sẽ nhiều và đẹp hơn. Vì vậy mình sẽ cắt ngắn lại để tạo thêm tàn cho nó. Đây là tổng thể của cái cây mà mình chuẩn bị cắt tạo nhánh cho nó, tạo tàn cho nó nè các bạn. Đây là hai cây, bạn thấy không? Nếu mà như cây này mình để á, thì mình chơi tiếp tục á, thì khoảng chừng nửa tháng nữa là bông cũng nhiều lắm các bạn. Bạn thấy không, cái đài bông của nó đang chuẩn bị già nè, đó, thấy không? Bông đang già nè, đang lên rất nhiều bông. Nhưng mà mình để mình chơi nữa thì nó lâu ra tàn nhánh đều lắm, mình phải cắt nó mới ra các bạn ơi. Cho nên mình chia sẻ video này cho bạn xem chơi cho vui ha. Nếu các bạn mà thấy mới trồng á mà chưa có hiểu về cây hoa giấy Mỹ á, thì các bạn cũng có thể áp dụng và làm theo sau này ha. Rồi, mời các bạn xem chơi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt những cái nhánh ngắn này ngắn lại các bạn. Bạn xem chơi ha. Đó. Này mình cắt mình tạo tàn lại cho nó. Sau này tàn nó ra nhiều và đẹp hơn các bạn. Cứ mỗi lần mình cắt thì ngay chỗ mấy cái điểm này nè, nó ra rất nhiều nhánh sau này. Vì vậy mình sẽ cắt. Bạn không thấy à? Bông nó chỉ tập trung trên ngọn thôi, cho nên mình tạo nhiều ngọn thì nó sẽ nhiều bông các bạn. Cứ nhiều ngọn thì nó sẽ ra nhiều bông. Loại giấy Mỹ thì nó như vậy các bạn. Ui. Rồi, cây. Đây cây thứ hai các bạn.
Rồi mình cũng vừa cắt xong cho nó nè các bạn, cho cây hoa giấy Mỹ nè các bạn, đây là hai cây nha. Đó. Cắt như vậy sau này là tàn nhánh nó sẽ ra rất là đều nha các bạn. Như các bạn mà có cây hoa giấy á, hoa giấy Mỹ như mình mà các bạn không cắt á, thì nó lên tược rất là dài và lưa thưa, nó không được đẹp nha các bạn. Còn các bạn mà nếu mà cắt tán thêm nhiều lần như vậy nè thì sau này cây nó sẽ tròn và đều đẹp hơn các bạn, tán nhiều bông sẽ nhiều hơn các bạn. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình cũng trồng cái hoa giấy này cũng lâu rồi. Đây là cây dâm cành, mình cũng còn mấy cây lớn nữa, mấy cây lớn mình trồng lâu rồi. Đây là cũng là một chút kinh nghiệm của mình thôi, mình chia sẻ là cho các bạn xem có thể áp dụng những cái gì mà mình chia sẻ được á, các bạn thấy hay thì cứ áp dụng theo ha. Đó. Còn đây là những cái nhánh của nó nè, các bạn thấy không? Như nhánh này nè, các bạn cắt chừng một đất thôi. Các bạn đem dăm ra đất hoặc là vô bầu. Khoảng chừng một tháng sau là nó sẽ lên cây mới các bạn. Đó. Như mấy nhánh này nè, mấy nhánh tẻ này nè. Còn như mấy cái nhánh này thì còn non á, dâm thì nó sẽ cái nó lên sẽ ít hơn, cũng như là cái độ thành công của nó ít hơn. Còn như các bạn mà dâm những nhánh này nè, nhánh bánh tẻ này nè, già nè, không già không non là dâm nó sẽ lên trên 80% đó các bạn. Này nhánh non. Đó, như nhánh già này là dâm lên 80-90%. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây xin kết thúc ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Rồi, xin chào.